Duy và các bạn thân mến, sáng thứ tư ngày 24 tây tháng 4 năm 2024. Trời ơi, hôm nay có nhiều con số 4 quá. Quá trời con số 4. Chúc quý vị một ngày thứ tư an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Đó là phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay. Tôi này xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng, quan trọng và nổi bật trong ngày, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, một cái thông tin mừng cho người dân tiểu bang Texas, đặc biệt là thành phố Houston. Từ đây về sau, bà con cô chú bác không cần ra khỏi nhà để đi mua thuốc uống, mà bệnh viện sẽ dùng máy bay đưa thuốc đến tận nhà cho quý vị. Quý vị không cần phải ra khỏi nhà luôn. Và đây là cái thành phố, là cái tiểu bang đầu tiên trên cái đất nước Mỹ này sử dụng máy bay giao thuốc cho bệnh nhân. Quá ghê cấn. Okay. Giao như cách nào, giao làm sao, chút xíu nữa tôi lên sẽ bật mí. Và nội dung thứ hai liên quan tới đảng DC, nó mang cái tiếng là giờ lờ. Bây giờ quý vị nghe cái thông tin này, quý vị mới thấy nó đúng sự thật đây. Một thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ, thượng nghị sĩ nha quý vị, tức là cái ông, cái bà này nè, làm trong cái quốc hội Mỹ đó, ở thượng viện đó, ghê gớm lắm. Bà này thuộc tiểu bang Minnesota, ok, một cái tiểu bang lạnh đó quý vị, tuyết lên tới lưng quần đó, ok. Bà ta đã bị bắt ngày hôm qua tại vì ăn cắp. Thượng nghị sĩ mà đi ăn cắp, quý vị thấy không? Bởi vì tại sao người dân đi ăn cắp, thấy chưa? Người dân đi ăn cắp quý vị đừng có la làng. Thượng nghị sĩ mà còn đi ăn cắp nữa nè, muốn hồ gì là người dân, alright. Nước Mỹ bây giờ nó lộn xà ngầu như con cào cào rồi, tôi đi lên là nói với quý vị rồi. Và nội dung thứ ba liên quan tới tình hình chiến sự ở Ukraine. Chú Buri đang ra tay á sờ ai? Cái ông sếp của cục tình báo Ukraine. Tại sao ông chú Buri lại á sờ cái ông sếp này? Okay. Chút xíu nữa mình sẽ bật mí cái lý do rồi. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây. Mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem. Và quý vị nào mà chưa nhấn nút đăng ký thì please ủng hộ tinh thần cho Tony bằng cách là bấm nút đăng ký, để chúng ta đạt được cái mục tiêu mùa hè năm nay được 300.000 subscriber nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới tình hình chiến sự ở Ukraine. Suốt 2 năm mấy vừa qua, sau khi chú Buri khởi động cái cuộc xâm lăng Ukraine, thì cái cuộc chiến này bây giờ nó vẫn còn căng như dây đàn và nó mềm như dây lát. Tại vì sao? Chưa bên nào chịu thiệt bên nào. Một bên thì cố gắng giành từng cm chiếm của người ta, một bên thì đang cố gắng để mà gìn giữ từng cm đất của họ. Ok. Hiện tại bây giờ thì cách đây 48 tiếng đồng hồ, trong lúc chú Zelensky đang tuyệt vọng vì thiếu vũ khí, thiếu tiền bạc, thiếu đô la, thiếu lương thực, thì đùng một cái quốc hội Mỹ đã thông qua một cái gói viện trợ mới nhất, đó là 61 tỷ đô la. Và cái gói viện trợ này giống như chú Zelensky đang ở trong sa mạc, đi nửa đường mà gặp nước đó quý vị. Chú Buri chú tức lòng lộn lên, chú giận dữ, chú tuyên bố sẽ trả đũa nước Mỹ, alright, vì cái gói viện trợ này. Tại vì chú sắp lụm được Ukraine, bây giờ đụng cái Mỹ viện trợ, dĩ nhiên Ukraine sẽ có vũ khí để tiếp tục chống trả, alright. Thì đụng một cái vào ngày hôm qua, chú Buri không biết làm cách nào đây, bằng cách là chú ta ra lệnh á sờ. Trong suốt thời gian vừa qua, chú Zelensky đã bị á sờ cả chục lần, nhưng chú Buri hoàn toàn thất bại, không á sờ được chú Zelensky. Bây giờ chú chuyển sang á sờ một cái ông sếp của cục tình báo quốc phòng Ukraine, gọi tắt là DIU, ok, giám đốc cơ quan tình báo đó quý vị. Ông này ông tên là Kirilo Budano, alright. Bao ngày hôm qua, hôm nay cổ họng sau đó cà rịch cà tang khoai lang chưa nấu quá, sorry quý vị nha. Ngày hôm qua, theo như cái ông giám đốc cục tình báo quốc phòng Ukraine cho biết là hiện tại bây giờ ông ta đang bị nguy cơ á sờ rình rập everywhere, mọi nơi, mọi lúc. Nhưng ông ta tuyên bố là chú Nga sẽ thất bại vì cái kế hoạch này. Ông ta tuyên bố là ông ta sẽ không bao giờ để cho chú Buri thành công cái chuyện á sờ ông này đâu quý vị. Ghê cẩn quá rồi, đó là cái nội dung thứ nhất. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Hôm nay cái lỗ mũi nó càng nghẹt càng khịt quá vậy trời ơi. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, sorry quý vị nha. Một cái thông tin mừng cho người dân tiểu bang Texas và thành phố Houston sẽ là thành phố dẫn đầu để thực hiện cái chuyện mà giao thuốc bằng máy bay này quý vị. Vào ngày hôm qua, tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, hệ thống y tế đã cho biết là từ đây về sau,
họ sẽ dùng máy bay không người lái giao thuốc tận nhà cho bệnh nhân. Bệnh nhân không cần phải ra khỏi nhà để đi lại pharmacy để lấy thuốc hay là vân vân và vân vân. Ok, quý vị ngồi ở nhà và máy bay không người lái này sẽ đem thuốc bay tới trước cửa nhà quý vị. Và trên cái máy bay người lái, trên máy bay không người lái này có cái con robot, tức là người máy. Khi mà nó bay tới cái địa điểm, ok, thì sau đó cái con robot đó, cái người robot đó sẽ thả thuốc xuống trước cửa nhà quý vị. Rồi sau đó cái máy bay không người lái này sẽ bay đi chỗ khác. Thì đây cũng là một cái điều mà chưa bao giờ có trong cái đất nước Mỹ này. Thành phố Houston sẽ là thành phố đầu tiên trên đất nước Mỹ dùng máy bay và người máy để mà giao thuốc cho bệnh nhân tận nhà. Thì đây cũng là một cái thông tin mừng và vui cho bà con cô chú bác. Tại vì nhiều khi mình bệnh, ok, mà mình phải lết ra khỏi nhà để mình đi lại pharmacy để mà mình chờ lấy thuốc hay là vân vân và vân vân. Nó rất là phiền phức và nó mệt mỏi cho người bệnh nhân. Bây giờ mà thuốc nó đem lại tới nhà thì đây cũng là một cái điều rất là coi như là rất là ok cho bệnh nhân, ok, tiện lợi ích cho bệnh nhân đó quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba liên quan tới đảng DC. Sau năm 2020 thì rất là nhiều người trên cộng đồng mạng biết cái đảng DC là GL. GL là gì? Bà con cô chú bác nào biết thì dịch bên dưới các phần bình luận dùm Tony Lê nhé. GL, ok, alright. Thì đúng một cái, alright, everybody biết đảng DC này nó rất là GL quý vị. Nó không cần biết cái mục tiêu mục đích nó là gì, nó sẽ ra tay GL để giành được cái mục tiêu mục đích, alright. Vào ngày hôm qua tại thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota, một cái tiểu bang lạnh lẽo ở lúc ở trên đó đó quý vị nhé, một bà thượng nghị sĩ là gì, là một người làm trong quốc hội Mỹ, làm trong thượng viện đó quý vị, lương năm một năm khoảng trăm mấy chục ngàn, 200 ngàn đồng bạc gì đó, ok, vậy mà trở thành một tên ăn cắp, một người ăn cắp và đã bị bắt vào ngày hôm qua. Hiện tại bây giờ thì rầm rộ các thượng nghị sĩ trong cái đảng dân chủ này đó im re, không lên tiếng gì hết đó. Báo chí cũng đi hỏi im re, ok, tức là nó bây giờ nó không biết được lên tiếng như thế nào. Vào ngày hôm qua, một thượng nghị sĩ đảng dân chủ, bà này tên là Nicole Michelle, 49 tuổi, ok, bà là thượng nghị sĩ của tiểu bang Minnesota, đang bị giam giữ tại nhà tù quận Baker vì tội ăn trộm cấp độ 1. Bà đã qua nhà người ta và bà ăn cắp, và bà bị chủ nhà phát hiện ra, la làng la xóm kêu cảnh sát, và cảnh sát đã lợi để mời bấm bà này vào trong tù. Và hiện tại bây giờ thì quý vị biết rồi, trong thượng viện chuẩn bị xảy ra một cái cuộc bỏ phiếu. Hiện tại bây giờ á, trong thượng viện Mỹ á, có 50 đảng Cộng hòa, 50 đảng Dân chủ, mà bây giờ bà này bà bị túm vào trong tù thì dĩ nhiên là bây giờ nếu mà xảy ra một cái cuộc bỏ phiếu nào đó thì đảng DC nó sẽ thiếu mất một lá phiếu của bà này, right. Thế cho nên hiện tại bây giờ cái ông Chuck Schumer, ông này là thủ lĩnh của đảng DC tại thượng viện, đang lo lắng lo sốt gió. Ngày hôm qua ông ta đã bị phóng viên báo chí rượt theo tại tòa bạch ốc để hỏi, nhưng ông ta chẳng dám trả lời. Ông ta nói tôi chẳng biết gì cả, bây giờ tôi chưa biết thông tin gì cho nên tôi không thể nào trả lời cho quý vị được là tại sao bà này bà lại đi ăn cắp, vân vân và vân vân. Thì đây cũng là một cái thông tin xấu hổ cho đất nước Mỹ là điều thứ nhất, xấu hổ cho người dân Mỹ là điều thứ hai, và chứng minh cho chúng ta thấy dưới cái chính quyền của chú Bảy này chuyện gì cũng có thể xảy ra là điều thứ ba. Thành ra bây giờ người dân ăn cắp á, ăn trộm á, là bình thường. Thượng nghị sĩ mà nó còn ăn cắp, nó ủng hộ gì người dân, cho nó làm một năm trăm mấy chục ngàn đồng bạc mà nó còn đi ăn cắp, nó đi nè, ok, nó lộn rồi quý vị ơi. Và sau giờ phút nhanh còn lại buổi sáng ngày thứ tư, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này, please. Nếu thấy nó hay hữu ích, bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem nhé. Have a good day. Thank you.